Sau khi mà giả xeo hành ớt là mình bim bỏ vô. Thơm phức. Có mà. Có mùi như mùi batter mấy vậy. À. À, mùi thù rồi, nó bày ra cái đốc này giờ nó chờ ném tay nó chịu đốc. Đổ bếp mình đúc. Gì đâu. Anh làm lớn mà. Làm lớn là làm láo anh làm bằng táo đậu đậu cung. Đây anh em, nói chung là sau khi xong rồi bây giờ là mấy bạn em mình vừa ăn vừa thưởng thức nhàng đây rồi. Cái chuẩn bị cái mầm ở đó mình ăn kèm cho nó khỏi ngán này. Chị Thu, bỏ anh chị. Bỏ đúng rồi, bỏ anh này ngán luôn. Ông mình đang nghe review đi. Ông nói chung mời tất cả các anh em nha. Thu ra đốt trước rồi Thu. Mình đơn Thu là cái món của nó, để nó làm trước. Đây, đỡ mình thưởng thức cái miếng này nha. Cuốn được sống vô. Đã được sống đâu. Rượu nè. Rượu đã sống chín đâu. Mình cũng kêu vào vừa sống. Em để đều chín. Cái người ta mà vừa sống. Cũng cái nữa. Thì sẽ thành cái nó ngu dữ không? Tôi thích tầm bộ xà lắm. Xà lắm. Đây bảo các bạn nha. Mà lên mà lên. Thưa ông ỉ mẹ ám mồm đi. Bà thì mới nhiên. Bà thì mới nhiên liêu nữa. Cuốn lại. Chà, anh nó phải ngờ thật. Mà người anh cũng là người gọi xí. Mà nó kè các bạn nha. Dạ, nắm xuống. Đốp đi. Đốp những kẽ đi. Chụp 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 chụp. Sao không ngon? Sao anh Vy, không vị sao? Không vị sao nói anh em biết. Cái lòng mà nó dai rồi. Gia vị nó thấm. Không mà công nhận. Có miếng hành cho nó thơm nữa, ăn ngon. Đúng á. Là nói cũng anh tiếc rồi. Nó cái đầu của thằng Thu ngu ngu cái mà được. Đó mình cũng ăn miếng các bạn thấy anh Bi anh mình cũng không thèm mấy. Anh chắc có hay các bạn. Dài dữ vậy. Đi kéo đâu cho mượn chú Bi. Cái trận nữa coi. Dài quá. Đây chiếc lồng, đây lồng non rồi phải không? Yeah. Đây là lồng đốt. Làm đòn cho nước. Đây anh em, mình mời anh em nha. Mời hai bạn Thu luôn nha. Đây, đây có một cái đánh báo đường kìa. Có, chứ đường có chứa, đằng lần nào không? Lát cái dao kìa, cắt chỉ làm gì? Sợ hư dao hay hả? Cô. Mở bạn nha. Tình mẹ đánh chết cha mình à. Tụi muốn bị nhầm chưa? Rồi, mạnh quá. Tao bỏ đường nhiều mà. Bỏ đường rồi. Quá. Chẳng biết thôi. Rồi bỏ miếng đường nó được ạ. Mấy
quá tuyệt vời. Nhưng mấy lần dòng đây các bạn, cái hương vị mà cảm nhận đầu tiên là hương vị nó còn thấm thấm á các bạn. Thấm thấm mà đúng không? Đó, không thấy cũng được mà đâu có thấm thấm đâu. Chẳng mẹ. Ngon bữa. Kỳ quá. Vừa ăn nhà, ăn vừa nướng vậy nhà nó mới ngon các bạn. Nếu mà còn theo nữa, ngon quá này mình đỡ dành cho gia đình của tôi. Tụ dài ngày mỏi 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 luôn. Lòng mà nó dài vậy. Ăn lòng là kiểu mình nhai mâm mình nuốt chứ đâu phải nhai nhỏ. Nhai nhỏ biết nhai biết nào, mỗi miệng chịu nấu. Là nó sợ đeo ô tô nó chết, mà nó nhai thì ta nát thôi à. Tụi con ăn này, ăn muốn mà nhai kỹ chứ. Em mình cứ nuốt trọng nghe là biếu. Hành là gì ta? Hành này, trung. Ờ. Kêu vừa nướng thì ăn này là hết. Nó nóng này nó ngon bạn. Còn bày ra mà mình bày ra rồi mà ăn không kịp mà nguội nó chớ. Đúng rồi. Nhà muốn ngon rồi. Ăn tắm luôn. Đi thì nhớ trứng vịt lộn quá rồi. Thì đồ cha trứng này. À không. Con tôi đeo rồi ăn cho nó đỡ ngán nha. Ghen kìa. Kênh thao chắc nút ở đây cũng được rồi. Ừ. Cam chảy nó chua chua đúng không? Thù cái là gì đang trói em? Chết này đang trói nậu. Nói chung là cái món này thành công đó sẽ đưa vào cái menu của quán đó các bạn. Các bạn đi đánh sáng lòng quán hành ấy. Lòng nhét hành. Lòng nhét hành đốt. Ừ. Ủa em nghe. Muối hào mẹ. Mẹ. Ừ. Ngọt quá. Mẹ đớm làm ngon. Mình có một điểm trừ cho anh Bi các bạn. Dạ muối dơ lắm. Làm ngon mà muối dơ. Có điểm cộng cho anh không? Điểm cộng cho anh là nãy giờ công tin anh làm. Không còn anh còn mấy điểm. Anh một điểm ấy. Thôi, à, mời anh em nha. Ngon các bạn, anh em phải một lần làm thử món này đó mà cùng ăn với gia đình của mình. Dạ. Mẹ mẹ nói như ai ép mà nói vậy. Món vừa chữ rồi thôi. Hả? Quen miệng ảo. Món hôm bị chùa. Chùa nó. Hôm chùa lớn mà. Có hôm nhiều mà đi chùa. Về buổi sớm mình biết không? Ừ. Mình tính rồi. Tám nha. Đi chùa sao cái miệng mày hớ là chữ. Mày chữ tục. Mày chữ tục. Chưa không nói. Mày cứ chữ đầu cha với đầu mẹ nó mà đi mày chữ rồi. Đúng không đi? Mình có chữ đâu? Cũng có chữ, chữ ít nữa. Chữ mà tâm mình nó tốt được rồi mà không có ác. Chục cha không mày ơi. Tại tâm mày nó ác mà miệng mày không có mày đỡ bị quấn hơn hả? Ai đâu mà chạch cái bụng mày ra coi thử cái tâm mày trông ra cái gì đâu. Đúng không mày? Nó không nói là anh cười mà. Mình nói là không cười chứ tu. Nó ra đường nó giao tiếp làm ăn ký hợp đồng luôn. Mình ra cũng biết ở thì ngay. Tính nó tốt còn trong gan ruột nó ngon bảo em heo cỏ đó cũng đo nó cỏ đó with my head again, yeah.
Giờ mấy anh em mình sẽ ngồng nước nữa mà ăn thêm. Còn bây giờ mình dừng clip tại đây. Nếu anh em thấy cái món ăn này thú vị, độc lạ Bình Dương, thì có thể kích vào cái nút đăng ký và mũi tên trên xuống này nha các bạn. Để mà ủng hộ ông Thu. Món Thu gửi ra. Anh nhìn nhíu nháo này. Thôi bye bye anh em này.